Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Bạn Nhà Nông được phát sóng trên kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một số tin tức nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện nay diện tích cam của toàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là 5.100 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 ha. Tổng sản lượng cam ước đạt 67.700 tấn, trong đó sản lượng cam sành khoảng 48.700 tấn, cam chanh, cam xã đoài hơn 15.500 tấn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hàm Yên cho biết là so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái thì cam năm nay khá được giá. Riêng cam sành được thu mua tại vườn với giá 10.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 3.000 đồng 1 kg so với năm ngoái. Cam Vinh giá trung bình 12.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 4.000 đồng 1 kg so với năm ngoái. Ủy ban Nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết năm nay cam khá được giá. Ngay từ đầu vụ, thương lái đã đến tận nhà vườn thu mua với giá 10.000 đồng 1 kg với cam sành. Cam chanh, cam vinh giá 12.000 đồng 1 kg, cam canh giá hơn 20.000 đồng 1 kg, cao hơn từ 2 đến 4.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay cam chanh và cam vinh đang vào vụ thu hoạch rộ. Riêng cam sành mới vào đầu vụ nhưng thương lái đã đến các hộ gia đình đặt lịch thu mua nên việc tiêu thụ được giá và khá thuận lợi. Hiện nay diện tích cam sành mới thu hoạch được khoảng 10%. Bên cạnh đó, cam hữu cơ ở Hàm Yên năm nay được giá hơn năm ngoái, 32.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, 20 triệu đô la Mỹ là con số mà xuất khẩu ớt đem lại cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2022, lượng xuất khẩu ớt đã tăng hơn 107%, trị giá xuất khẩu tăng 40%. Trái ớt Việt Nam được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính như là Mỹ hay là Hàn Quốc. Theo số liệu từ Cục Trồng trọt, hiện nay ớt được trồng nhiều nhất tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh với tổng diện tích trên 7.000 ha, sản lượng khoảng 100.000 tấn một năm. Trong khi đó, tại Tây Nguyên, diện tích trồng đạt khoảng 4.000 đến 5.000 ha với sản lượng khoảng 60.000 tấn một năm. Bên cạnh đó, Lạng Sơn cũng là một trong những vùng trồng ớt trọng điểm. Diện tích trồng ớt trên địa bàn này đạt gần 1.500 ha. Hiện giá ớt tại vườn đang dao động từ 38 đến 40.000 đồng 1 kg. Riêng với loại tuyển chọn xuất khẩu có giá từ 62 đến 65.000 đồng 1 kg. Ớt loại 2 là 58 đến 60.000 đồng 1 kg và ớt chợ từ 55 đến 58.000 đồng 1 kg. Tăng gấp 2 lần so với đầu năm 2023. Trung Quốc và Lào là hai thị trường xuất khẩu chính của ớt Việt Nam, đạt trên 8.600 tấn và 1.100 tấn, lần lượt chiếm 85% và 11% thị phần. Thưa quý vị, mặc dù là thị xã du lịch nổi tiếng nhưng ở Sapa, Lào Cai vẫn có nhiều nông hộ chăn nuôi đại gia súc. Giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp vẫn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của địa phương vùng cao này. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Sapa, hiện nay trong tổng đàn 12.000 con trâu bò của Sapa thì đã có hơn 90% đảm bảo điều kiện về chuồng trại và thức ăn dự trữ. Số trâu bò còn lại ở một địa phương khác mùa đông khắc nghiệt như là Sapa thì trước mắt không còn cách nào khác là phải di chuyển về những khu vực thấp hơn để nuôi giữ. Gia đình ông Giàng A Pho có 4 con trâu, sắp có thêm 2 con nghé. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc chủ động trồng cỏ ở vùng thấp, ông đã đưa trâu từ Tả Phìn xuống Cóc San được hơn một tháng nay. Từ giờ đến hết Tết sẽ không phải lo thức ăn cho gia súc nếu có những biến động về thời tiết. Khu này không có cỏ nhưng mà mình trồng trước rồi. Mình khổ trước thì mình sướng sau. Đấy, mình trồng trước rồi. Mình thôi đất của người rẽ ra này thì mình trồng bao nhiêu trồng đầy. Bóng tối buông xuống, mọi sinh hoạt của gia đình anh Má A Pho, phường Hàm Rồng, thị xã Sapa lại thu gọn trong căn lều nhỏ này. Thiếu thốn đủ thứ, sinh hoạt cũng tạm bợ, nhưng anh Pho vẫn bám trụ lại, không dám mạo hiểm đưa trâu trở về. Lần Tết thì về nhà về nô lợi Tết, bây giờ đến Tết mình phải có lợi ăn Tết. Nó cả hai vợ chồng sống này thì không có ra nô cho lợi thì rất là mệt. Hiện thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai có khoảng 13.000 con gia súc. 94% số hộ chăn nuôi đã có chuồng trại đảm bảo. Trên 84% số hộ chuẩn bị đầy đủ được thức ăn dự trữ cho đàn gia súc. Những hộ chưa xây được chuồng trại kiên cố, đa phần sẽ chủ động di chuyển gia súc xuống vùng thấp hơn để tránh rét. Đàn gia súc trước khi di chuyển đều được tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Bà con cố gắng những năm sau sẽ xây dựng được chuồng trại kiên cố hơn để đón một cái Tết an nhàn, đủ đầy.
Thưa quý vị, ngày nay tăng trưởng xanh và nông nghiệp sinh thái trở thành từ khóa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một nền kinh tế tăng trưởng xanh thì tất yếu trong đó phải có nông nghiệp sinh thái. Đây là phương thức sản xuất giúp đảm bảo cho sự sinh trưởng, trường tồn, hưng thịnh của đất đai của sản xuất nông nghiệp. Trong tiểu mục mô hình hôm nay thì xin mời quý vị và bà con cùng tới với Hòa Bình và Hà Nam để xem cách mà người dân nơi đây canh tác nông nghiệp sinh thái và những lợi ích bất ngờ mà hình thức canh tác này mang tới như thế nào. Sử dụng rơm rạ để che phủ luống trước mỗi vụ gieo trồng. Đây là cách kiểm soát cỏ dại và giữ ẩm cho đất mà bà Đường cùng các thành viên của Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Đồng Xương ở Hòa Bình áp dụng nhiều năm nay. Bằng cách làm này, công làm cỏ của bà giảm được ít nhất một nửa. Che phủ được thế này thì càng dày càng tốt, là cái mình hạn chế cái cỏ dại rất là nhiều. Cỏ dại không mọc được mấy đâu, vì là nó che phủ thế này là nó ẩm, nó giữ ẩm, là cái cỏ dại nó ít lắm, hạn chế cỏ dại lắm. Không chỉ hạn chế cỏ dại, giữ ẩm cho đất, che phủ đất bằng vật liệu hữu cơ còn giúp giảm xói mòn do nước mưa và gió, tăng độ hấp thụ nước của đất, giảm dòng chảy bề mặt, giúp hệ vi sinh vật được bảo vệ và phát triển, chống vón cục và đóng váng bề mặt đất một cách hiệu quả. Bà Đường cho biết, từ khi sử dụng vật liệu che phủ, đất trên ruộng của nhà bà rất tơi xốp, nhiều mùn, run đất cũng nhiều hơn. Không riêng bà Đường, việc sử dụng vật liệu hữu cơ che phủ đất cũng là cách làm được các thành viên ở Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Trắc Văn, Duy Tiên, Hà Nam áp dụng. Thay vì mặt ruộng bị đóng váng, chai lì, hiện tại bề mặt ruộng cà chua của gia đình bà Nhạn tơi xốp hơn, độ ẩm của đất cũng được duy trì tốt hơn. Trước đây mà không làm theo cái phương pháp này thì là cái mặt luống nó hay bị lì, mà phải thường là bà con là phải đi xới sáo, chúng tôi phải xới sáo lên mà lại còn phải vun nữa. Bà Đường, bà Nhạn cho biết giải pháp mà các bà áp dụng chính là một bước trong quy trình quản lý cỏ dại theo hướng sinh thái mà các nhà khoa học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn. Trong phương pháp canh tác này, người sản xuất sẽ tránh tối đa việc tác động tới đất như không làm đất hoặc làm đất tối thiểu, che phủ luống bằng phân hữu cơ cùng tàn dư thực vật, trồng cây bầu từ vườn ươm và nhổ cỏ bằng tay khi phát hiện thấy. Không chỉ hạn chế cỏ dại phát triển, bảo vệ đất trồng, mà bà con nông dân còn nâng cao hàm lượng dinh dưỡng có trong đất, khai thác kết hợp bảo vệ một cách bền vững. Kết hợp đồng thời 4 cái giải pháp để kiểm soát cỏ dại, và chúng tôi đặt tên nó là kiểm soát cỏ dại theo hướng sinh thái, cái phát triển nông nghiệp Việt Nam theo cái hướng nông nghiệp sinh thái, bởi vì nó là cái lựa chọn theo tôi có nghĩa là có lẽ là duy nhất cho cái nông nghiệp tương lai của Việt Nam, bởi vì nó đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, từ cái an toàn thực phẩm này cho đến cái sản lượng này, vấn đề về sức khỏe con người, sức khỏe môi trường và hàng loạt các cái bài toán khác. Thiếu nguồn lao động trong canh tác hữu cơ là một trong những cái cản trở để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Bởi vì là trong đã canh tác hữu cơ là không được sử dụng thuốc trừ cỏ, cả là cỏ cháy hay là cỏ tiền nảy mầm. Do đó là bà con phải tốn rất là nhiều công lao động để làm cỏ. Nên là muốn phát triển được nông nghiệp hữu cơ ấy, thì mình phải tìm ra mọi cách để hạn chế cái việc mà mình tiêu tốn nhiều công lao động để bà con có thể sản xuất được nhiều hơn. Theo đuổi việc canh tác thuận tự nhiên, mặc dù bỏ nhiều công sức và tâm huyết, nhưng những gì thu lại được, bà Đường, bà Nhạn đều nhận thấy là không thể đong đếm. Bên cạnh thu nhập mỗi tháng do hợp tác xã chi trả, dao động tùy thời điểm, thì môi trường trong lành, đất đai tơi xốp, rau trái tươi ngon. Và hơn thế, cả sức khỏe thể chất và tinh thần của các bà đều thay đổi tích cực. Nếu mà ở đây ở làm hữu cơ thì chúng tôi không được sử dụng thuốc trừ cỏ mà chỉ làm cỏ bằng tay thôi. Làm theo cái phương pháp hữu cơ này là trước mắt là cái sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình thế và cho cộng đồng được hưởng thụ một cái tức là môi trường sạch thế và lại sản phẩm sạch. Thế cho nên là gia đình thế và cũng như là các hộ đây là chúng tôi toàn làm theo cái phương pháp này. Theo chia sẻ của các thành viên trong Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Trắc Văn và Đồng Xương, hiện các sản phẩm do họ sản xuất ra được xuất bán cho các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị và hệ thống Bác Tôm. Với chất lượng ngon ngọt, tự nhiên,
rau củ quả do các hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ sản xuất ra ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Cái hiện nay thì cái rau hữu cơ thì chiếm chỉ mới khoảng được 50% thôi. Và chúng tôi thực sự là trong cái mục tiêu của chúng tôi trong những tháng tới đấy, chúng tôi mong muốn là trong năm 2024 sẽ lên được là trên 90%. Đấy. Và để làm được điều đấy thì chúng tôi cũng cần phải là làm việc sát sao hơn bà con để giúp nâng cao cái hiệu quả của sản xuất hữu cơ lên. Tôn trọng tự nhiên, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Đây chính là quan điểm sản xuất nông nghiệp tiên tiến nhất, hiện đại nhất ngày nay. Bằng việc áp dụng đồng bộ 4 giải pháp để quản lý cỏ dại theo hướng sinh thái, những người trồng rau hữu cơ tại Hà Nam và Hòa Bình đã giảm được công lao động, bảo vệ và phục hồi đất trồng, đồng thời bảo vệ được năng suất cho cây trồng chính, nâng cao chất lượng sản phẩm thu hoạch và hơn hết là bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững và hiệu quả. Thưa quý vị, thưa bà con, cùng với những mô hình nông nghiệp thuận thiên, những mô hình trồng rau công nghệ cao cũng được người dân ở nhiều địa phương triển khai thực hiện. Để rau trồng theo mô hình này có chất lượng, mẫu mã cũng như là năng suất tốt, chúng ta cũng cần thực hiện tốt một số kỹ thuật nhất định. Rau cổ lam năm lá, rau cảnh sâm, rau sâm đất, rau mát gan. Những loại thảo dược quý thường chỉ sống ở nơi đồi núi. Thế nhưng vài năm nay, chúng đã được trang trại Ngọc Linh ở Thạch Thất, Hà Nội đưa về trồng. Và không trồng trên đất bình thường, thảo dược quý được trồng trong môi trường thủy canh vô cùng hiện đại. Đối với thủy canh, hiện tại chúng tôi đang trồng là công nghệ thủy canh, công nghệ Nhật Bản. Và chúng tôi không trồng một tầng mà trồng đến 3 tầng. Nó khác hẳn với lại công nghệ Israel. Đối với nông nghiệp công nghệ thủy canh Nhật Bản thì nó có một cái bước tiến triển rất là tốt, đó là cái dinh dưỡng lúc nào cũng đảm bảo, thứ hai là khả năng ánh sáng của các bước sóng, tất cả chúng tôi đã kiểm nghiệm qua và trồng thử thì thấy mô hình thủy canh công nghệ Nhật Bản rất là tiên tiến và rất tốt. Không trồng thảo dược một tầng, trang trại Ngọc Linh trồng thảo dược trên 3 tầng như thế này. Theo anh Hà, đây là thiết kế giúp tận dụng diện tích một cách tối đa. Sản lượng rau thu hoạch sẽ tăng khoảng 3 lần so với việc trồng một tầng trong cùng diện tích. Là khi mình làm một cái nhà kính này nên làm 3 tầng, chúng tôi có thể làm 3, 5 tầng, tất cả đều làm được hết. Còn nếu làm một tầng không thì cảm thấy rất là lãng phí. Và cái năng suất của 3 tầng nó phải tăng lên 3 lần. Để các cây trong mỗi tầng sinh trưởng tốt, trang trại này sắp xếp chủng loại cây theo đặc tính sinh học và nhu cầu ánh sáng phù hợp. Theo đó, những loài thảo dược ưa ánh sáng ít được trồng ở tầng dưới cùng, những tầng bên trên được dùng để trồng những cây ưa ánh sáng mạnh. Thường chia những loại cây ra, cây nào thuộc tán thấp phù hợp với lại ánh sáng ít hơn, còn cây nào mà có thể phù hợp ánh sáng nhiều không sao cả. Ví dụ như cây giảo cổ lam thân nhỏ này nó chỉ phát triển tốt ở dưới tán, nhưng chúng tôi để dưới tầng dưới cùng. Còn đối với cây cải sâm thì có một cái ưu điểm là cây này thân là thân nước, nên nó có thể chịu được ánh nắng rất là cao, bởi vì trong nhà kính này đôi khi nhiệt độ có thể cao chênh lệch cho bên ngoài 5 đến 7 độ. Tuy vậy, theo anh Hà, tùy theo nhu cầu của thị trường mà số lượng và chủng loại cây trồng nơi đây sẽ được thay đổi. Nếu thị trường có nhu cầu nhiều với loại cây ưa ánh sáng mạnh, thì loại cây này sẽ được trồng nhiều hơn, đôi khi chúng được bố trí ở tầng dưới cùng. Do vậy, để cây sinh trưởng tốt, người trồng sẽ phải bổ sung thêm ánh sáng cho chúng. Nhiều khách hàng vào trong này hỏi chúng tôi là tại sao lắp đèn LED đây, lắp đây cho nó đẹp à? Thực ra không phải. Đây là hệ thống mà bù ánh sáng khi mà vào những hôm mà thời tiết mà râm, không có ánh nắng nhiều, hoặc là thời tiết mùa đông, thời tiết mùa thu. Và những cây này nó đã trên ở tầng dưới, tán thấp. Mà khi mà trời mà âm u, chúng tôi buộc lòng phải bật cái đèn LED này lên để hỗ trợ bù ánh sáng còn thiếu, để cây quang hợp tốt hơn. Nếu như mà trời tối âm u quá, có thể là một ngày nào mình bật thông cũng chả sao, bật từ sáng đến tối, xong buổi tối mình có thể tắt đi. Một yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất cây trồng chính là dinh dưỡng cung cấp. Anh Hà chia sẻ, đây là hệ thống thủy canh hồi lưu. Hệ thống này sử dụng thùng chứa và bơm tuần hoàn để luân chuyển dung dịch dinh dưỡng lên những ống nhựa trồng rau. Một phần dinh dưỡng sẽ được cây hấp thụ, phần dung dịch còn dư sẽ được thu lại về thùng chứa ban đầu. Với công nghệ hiện đại, dinh dưỡng, ánh sáng được kiểm soát, các cây trồng nơi đây sinh trưởng phát triển tối ưu, chất lượng đồng đều. Sản phẩm không những sạch mà lại đạt sản lượng cao. Theo chia sẻ của trang trại,
mỗi ngày từ khu nhà kính rộng 1.000 m², trang trại có thể cung cấp ra thị trường từ 3 đến 4 tấn sản phẩm. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Bạn Nhà Nông ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.